Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại đầu bếp Phạm Văn Thịnh của nhà hàng Green. Và ngày hôm nay thì anh ấy sẽ giúp chúng ta chế biến một món ăn mới từ cá song. Và món ăn này thì có tên là gì vậy anh? Dạ vâng, món ăn của chúng ta hôm nay là giới thiệu các bạn là món cá song sốt hành nấm ạ. Vậy để chế biến món ăn này thì chúng ta cần những nguyên liệu gì ạ? Chúng ta sẽ cần nguyên liệu hành này, nấm kim châm và ớt tươi, sa tế và xì dầu, hành tỏi và gia vị thông thường ạ. Chúng ta sẽ chọn cá song sai độ 1 cân 2 đổ lại ạ. Trong quá trình chế biến món ăn này thì khâu nào là quan trọng nhất ạ? Trong quá trình ta chế biến thì ta sẽ lấy một chút rượu trắng để khử mùi tanh của cá. Vậy tổng thời gian chúng ta chế biến món ăn này là khoảng bao nhiêu lâu ạ? Cá song này thì mình sẽ hấp độ khoảng 15 đến 20 phút là chín ạ. Nguyên liệu của chúng ta đã sẵn sàng rồi và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đầu bếp Phạm Văn Thịnh sẽ chế biến món cá song sốt hành nấm như thế nào quý vị nhé. Cá song là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, đặc điểm hình thái, thân dài, dẹp và thân của nó được phủ vảy. Vảy của cá song rất đa dạng, có thể là vảy luộc, vảy tròn hoặc vảy chìm dưới lớp da mỏng. Chính vì vậy, trước khi chế biến, chúng ta cần đánh sạch vảy cá. Sau đó sạch phần bụng cá, rửa sạch cá để ráo nước. Tiếp theo, thái các loại rau gia vị như hành lá, ớt tươi, nấm kim châm tách sợi. Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn. Khi dầu nóng, ta cho hành tỏi vào phi thơm. Tiếp đến cho nấm kim châm và ớt tươi vào xào. Cho khoảng 2 muỗng xì dầu vào đảo đều. Dưới nửa muỗng rượu trắng lên khắp bề mặt cá, rồi tiếp tục cho hỗn hợp nấm xào lên trên. Sau đó ta mang cá đi hấp chừng 15 phút cho cá chín. Khi cá chín, công đoạn cuối cùng là để co món ăn rồi thưởng thức. Khi ăn, chúng ta gói cá với lá rong biển, kèm các loại rau gia vị, chấm với xì dầu mù tạt vô cùng hợp vị. Món cá song sốt hành nấm vô cùng thơm ngon, dễ ăn lại giàu chất dinh dưỡng. Với những nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm, các bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian chế biến theo công thức mà đầu bếp Phạm Văn Thịnh vừa hướng dẫn là các bạn đã có ngay một món ăn ngon cho gia đình cùng thưởng thức. Đến đây thì ẩm thực Quảng Ninh cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.